Chào tất cả anh em, hôm nay mình tiếp tục lên cho anh em một dụng cụ đặc biệt để anh em sử dụng gia đình hoặc anh em đi làm nghề điện. Đây là một cái mà mình giới thiệu với anh em là đây là một cái cây tô vít đa năng xài cơ vận dùng đó vặn tay. Cây này là cây sử dụng cực kỳ đa năng đến từ hãng Crosman của Mỹ, hàng chuẩn của Mỹ sản xuất nha anh em. Thì những cái cây này là nó có chức năng đa năng như thế nào? Đa năng ở chỗ là giúp anh em vặn ốc vít rất nhanh chóng, dễ sử dụng, làm được nhiều công việc rất là tiện lợi. Thứ nhất là nó thiết kế thành một cái cây tô vít vừa vặn theo hướng thẳng và vừa vặn theo một cái hướng góc chữ âm L. Khi nào anh em vặn thẳng á thì anh em để như thế này anh em vặn, và nó thiết kế là đảo hai chiều tự động tiện lợi đó, rất là tiện lợi cho anh em muốn vặn trái vặn phải gì đó không mỏi tay, thì anh em cái việc sử dụng cái tính năng tự động như thế này là tự một chỗ anh em vặn thôi, anh em không cần phải xây như nặng tay đó. Còn về chức năng nó thứ hai, nó là chức năng để nó giúp anh em vặn những cái góc ốc vít nào mà nó cứng đầu á, nó nặng á. Ví dụ anh em vặn gỗ đồ nó hay mỏi tay, hay vặn vào ốc nhựa thì hơi mỏi tay, thì sử dụng cái đòn thế chữ âm L này nó giống như một cái đòn bẩy để giúp anh em vặn ốc nó cực kỳ nhanh chóng, nó tiện lợi lắm. Đặc biệt là cái tính năng từ của nó rất là mạnh nha anh em, nó hút ốc vít, đầu ốc vít của nó từ rất là mạnh. Hàng này hàng hiệu của thằng Mỹ sản xuất nên anh em cứ yên tâm đi. USA à, hàng chuẩn của Mỹ sản xuất nên là chất lượng nó rất là cao. Ngoài ra trong cái bộ tô vít vặn tự động này nó có những cái con ốc dự phòng như là ốc lục giác này, ốc ba ke này, ốc ốc dẹp này, để anh em mở được các ốc khác nhau. Cái đầu này là anh em có thể rút ra anh em gắn những cái chui vít khác cũng được nha, miễn là chân 6.35 là anh em đều đúc rồi anh em gắn được hết nha anh em. Ví dụ như mình cũng có một cái bộ vít máy pin, mình muốn gắn cái đầu chui lục giác nó vô để anh em mình xài á, thì anh em sử dụng cái này là anh em gắn vẫn được ok nha anh em ha. Cái miễn là cái chui 6.35 là anh em đều gắn vô được hết đó, là để anh em vặn được nhiều con ốc vít cũng rất là khác nhau. Anh em muốn gắn cái con ốc dài cũng ngắn gì đó thì anh em sử dụng cái con ốc có chùy 6.35 thế này anh em gắn vô rất là tiện lợi. Thì mình cũng báo giá với anh em luôn là cái cây tô vít đa năng đến từ hãng Crosman của Mỹ này, mình bán với giá là 300.000 chưa phí vận chuyển một cây, hàng rất là đa năng để cho anh em mua về sử dụng vặn ốc vít trong gia đình rất là tiện lợi, khỏe hơn một cây tô vít thông thường rất là nhiều. Nó có chức năng tuyệt vời, thay thế được rất là nhiều ốc, rồi anh em vặn nó cũng nhẹ nhàng hơn so với những con cây tô vít bình thường. Cây tô vít bình thường thì không có chức năng đảo hai chiều như thế này đâu, nó tiện lợi là anh em đảo hai chiều thế này nó dễ lắm, mấy bạn anh em nhẹ tay và lại nhanh chóng con ốc vít nữa. Phải nói là thợ thầy cũng nên sắm một cây thế này, hoặc anh em trong gia đình cũng nên sắm một cây như thế này, phải nói là rất là chất lượng, tiện lợi cho anh em sử dụng. Rồi, giá 300.000 chưa phí vận chuyển một cây. Anh em nào quan tâm thì liên hệ, hàng chỉ về được có vài cây để anh em sưu tầm thôi. Xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.